5 ngày sau vụ không kích Syria, Lầu Năm Góc ngày 19 tháng 4 đã đính chính một số thông tin liên quan đến vũ khí tham gia cuộc không kích này. Báo Epoch Times dẫn đính chính của Lầu Năm Góc cho biết, ngoài các tàu khu trục, máy bay ném bom B-1B Lancer, tên lửa hành trình Tomahawk, thì máy bay chiến đấu F-22 Raptor của Mỹ cũng tham gia vào đợt không kích Syria rạng sáng 14 tháng 4. Trước đó, Trung tướng Kenner McKenzie, lãnh đạo Ban Tham mưu Liên quân của Lầu Năm Góc nói rằng, do không có khí tài nào của Liên quân phải đi vào không phận của Syria để tiến hành không kích, do vậy không cần máy bay F-22 nào để hộ tống và bảo vệ các máy bay B-1B. Theo phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung ương Không quân Mỹ Mark Grab, các máy bay F-22 Raptor đóng vai trò bảo vệ các lực lượng trên mặt đất của đồng minh trong và sau khi cuộc không kích tại các cơ sở nghi phục vụ chương trình vũ khí hóa học tại Syria. Tuy nhiên, ông Grab không tiết lộ cụ thể số máy bay F-22 tham gia vào nhiệm vụ này, cũng như khu vực hoạt động của chúng. Nhờ những đặc tính ưu việt của máy bay chiến đấu thế hệ 5, F-22 là máy bay chiến đấu duy nhất tích hợp nhiệm vụ hoạt động bên trong khu vực phòng không của Syria. Một lựa chọn giúp ngăn ngừa các mối đe dọa từ hệ thống phòng không Syria đối với lực lượng và khí tài của chúng ta trong khu vực, tạo lá chắn yểm trợ lực lượng mặt đất của Mỹ và đồng minh, ông nói. Hiện không rõ vì sao ban đầu quân đội Mỹ không tiết lộ vai trò của F-22 trong chiến dịch không kích Syria. Một thông tin khác cũng được đính chính là hai máy bay ném bom B-1B của Mỹ đã phóng 19 tên lửa hành trình không đối đất phóng từ ngoài vùng phòng không GASSM, phiên bản tiêu chuẩn GASSM-A, không phải phiên bản mở rộng tầm bắn GASSM-R như tuyên bố trước đó. Tuy vậy, việc sử dụng các tên lửa GASSM cũng đánh dấu lần đầu tiên Mỹ đưa biến thể tên lửa này vào tác chiến. Rạng sáng 14 tháng 4, Mỹ và đồng minh Anh-Pháp đã nã tổng cộng 105 tên lửa vào các mục tiêu ở Syria. Mỹ đã phóng tổng cộng 85 tên lửa, trong đó có 66 tên lửa hành trình Tomahawk và 19 tên lửa GASSM. Lầu Năm Góc khẳng định các tên lửa đều trúng mục tiêu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Mỹ đã phối hợp với các lực lượng Anh và Pháp tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu bị nghi là cơ sở vũ khí hóa học của chính quyền Syria vào sáng sớm ngày 14 tháng 4. Dưới đây là các vũ khí mà Mỹ và các đồng minh đã sử dụng cho vụ tấn công này. Máy bay chiến đấu Tornado của Anh. Anh đã đóng góp 4 máy bay chiến đấu Tornado được trang bị các tên lửa hành trình Storm Shadow cho các cuộc không kích, Bộ Quốc phòng Anh cho biết. Các máy bay Tornado cất cánh từ căn cứ không quân của Anh trên đảo Ship ở phía đông Địa Trung Hải và tấn công một địa điểm bị nghi chứa vũ khí hóa học tại tỉnh Homs, Syria. Tornado là máy bay chiến đấu tấn công mặt đất chủ đạo của Anh và chúng được trang bị các tên lửa Storm Shadow mang đầu đạn 400 kg và có thể bay xa 400 km. Điều này có nghĩa là các máy bay Tornado không cần phải bay quá xa và cũng không cần vào không phận Syria để tiến hành cuộc không kích. Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp. Văn phòng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đăng tải trên Twitter một video quay các cảnh máy bay chiến đấu Rafale cất cánh phục vụ cuộc không kích tại Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Forles Parly cho hay các máy bay cất cánh từ căn cứ tại Pháp. Giống Tornado của Anh, máy bay chiến đấu Rafale có thể trang bị tên lửa Storm Shadow, có thể bay ra 400 km. Điều đó cũng có nghĩa các máy bay hai động cơ có thể tấn công mà không cần bay qua Syria và tránh các hệ thống phòng không. Máy bay ném bom B-1B của Mỹ. Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ không quân Mỹ sử dụng các máy bay ném bom B-1B cho cuộc không kích tại Syria. Phía Mỹ không cho biết B-1B mang loại vũ khí nào mà chỉ nói rằng các tên lửa hành trình phóng từ trên không đã được sử dụng. B-1 với 4 động cơ có thể triển khai các tên lửa hành trình GASSM phóng từ trên không, có khả năng mang đầu đạn 450 kg và tầm xa trên 370 km. Các nguồn tin quốc phòng Mỹ cho biết B-1 cất cánh từ đầu, nhưng kênh truyền thông của không quân hồi đầu tháng này đã phát các hình ảnh ném bom B-1 tới căn cứ Al-Udeid của Mỹ tại Qatar trên bán đảo Ả Rập. Các tàu tuần dương và khu trục tên lửa dẫn đường. Các nguồn tin quốc phòng Mỹ cho hay ít nhất một tàu chiến ở Biển Đỏ đã tham gia các cuộc không kích vào Syria. Các tàu tuần dương lớp Ticonderoga và tàu khu trục T-72
tên lửa dẫn đường Alex Brooker của Hải quân Mỹ có thể mang hàng chục tên lửa hành trình Tomahawk với tầm xa 2.500 km. Tên lửa hành trình Tomahawk. Giới chức quốc phòng Mỹ không nói rõ loại vũ khí nào họ sử dụng cho các cuộc không kích vào Syria sáng sớm nay. Tuy nhiên, tên lửa hành trình Tomahawk từ lâu được xem là vũ khí lợi hại của quân đội Mỹ trong các chiến dịch như vậy trước đây. Trước đó có chiến dịch mà chính quyền Trump phát động một năm trước tại Syria. Khi đó, Mỹ đã phóng 58 tên lửa Tomahawk vào một căn cứ quân sự của Syria để đáp trả cho cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học. Hàng chục tàu chiến của Anh và Mỹ, trong đó có các tàu tuần dương, khu trục và tàu ngầm, được trang bị tên lửa Tomahawk, có khả năng phóng đầu đạn nặng 450 kg. Tomahawk được thiết kế để bay cực thấp và có thể lách các hệ thống phủ sử dụng, các hệ thống dẫn đường. Nó cũng có thể thay đổi mục tiêu giữa chừng nhờ sự kết nối với các nhân viên kiểm soát. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Địa Trung Hải, Vịnh Ba Tư, Biển Đỏ là những địa điểm lý tưởng để tàu chiến Mỹ phóng tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu ở Syria. Sáng sớm 14 tháng 4, tàu chiến và máy bay Mỹ đã tấn công vào các mục tiêu Syria theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Quyết định tấn công được đưa ra chỉ sau một tuần, cân nhắc các giải pháp. Theo hai quan chức quốc phòng Mỹ, ba tàu chiến ở Biển Đỏ đã phóng loạt tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria. Các máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1B Lancer cũng được sử dụng trong đợt tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết, quân đội Mỹ đã sử dụng lượng vũ khí gấp đôi so với cuộc không kích vào tháng 4 năm 2017. Cuộc tấn công nhằm vào 3 mục tiêu, gồm một trung tâm nghiên cứu khoa học nằm ở thủ đô Damas, một cơ sở được cho là lưu trữ vũ khí hóa học nằm ở phía tây Homs, và một kho chứa vũ khí gần mục tiêu thứ hai. Để phát động cuộc không kích bằng tên lửa Tomahawk vào Syria, quân đội Mỹ có khá nhiều lựa chọn. Tomahawk có tầm bắn khoảng 2.500 km, điều này cho phép Mỹ có thể phóng từ nhiều vị trí khác nhau, nằm rất xa so với mục tiêu của đối phương, rất khó đáp trả. Địa Trung Hải là vị trí lý tưởng để phát động tấn công. Tàu chiến Mỹ hoạt động ở vùng biển này có thể tấn công toàn bộ khu vực. Tàu chiến Mỹ hoạt động ở vùng biển này có thể tấn công toàn bộ khu vực Trung Đông và Tây Á. Syria có bờ biển tiếp giáp với Địa Trung Hải, nên việc tấn công từ khu vực này rất dễ dàng và không phải bay qua không phận quốc gia nào. Tuy nhiên, tên lửa bắn từ Địa Trung Hải thường phải bay qua khu vực gần căn cứ Hải quân Nga ở cảng Tartus. Căn cứ này có sự hiện diện của hệ thống phòng không tối tân S-400 Passer S-1, đặc biệt là tổ hợp S-300V4 được thiết kế riêng cho nhiệm vụ phòng thủ tên lửa. Một hướng tấn công khác là Vịnh Ba Tư, tuy nhiên hướng tấn công này tên lửa phải bay qua không phận Iran. Tehran lên tiếng phản đối lời đe dọa tấn công của Tổng thống Trump trước đó, nên phát động tấn công từ đây sẽ không thực sự hợp lý, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho tàu chiến Mỹ nếu Iran đáp trả. CNN cho biết, Hải quân Mỹ phát động đợt tấn công từ Biển Đỏ. Điều đó cho thấy Mỹ đã chọn đường bay tránh khu vực căn cứ quân sự lớn nhất của Nga. Tên lửa phóng từ Biển Đỏ sẽ bay qua không phận Ả Rập Xê Út, Jordan, hai quốc gia đồng minh với Mỹ để tiếp cận Damascus. Khu vực này được bao bọc bởi các quốc gia đồng minh và đối tác thân cận của Mỹ. Bên cạnh đó, tàu chiến hoạt động từ khu vực này sẽ tránh được nguy cơ đụng độ với tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải. Hải quân Nga đã điều động phần lớn tàu chiến của họ ở Tartus ra Địa Trung Hải, ngay sau lời đe dọa của ông Trump. Nếu như phản ứng sau vụ tấn công hóa học xảy ra vào tháng 4 năm 2017, Mỹ chỉ đáp trả bằng 59 quả tên lửa Tomahawk, thì đợt không kích năm nay đã sử dụng hỗn hợp cả máy bay và tàu chiến với khoảng hơn 100 quả tên lửa. Cuộc tấn công lần này có sự tham gia của Anh và Pháp, cho thấy một liên minh đã được hình thành để đáp trả vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học vào ngày 8 tháng 4. Không quân Mỹ đã điều động máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer tham chiến. Phi cơ này có thể phóng tên lửa hành trình không đối đất từ ngoài không phận Syria. Tài khoản Twitter Tyler Rogoway đăng ảnh các tên lửa hành trình không đối đất AGM-158-GASSM bên trong khoang chứa vũ khí của B-1B trước khi xảy ra vụ công kích. Tên lửa GASSM có tầm bắn từ 370 đến 1.000 km tùy phiên bản. Đây là một trong những tên lửa đẹp và thông minh. Theo cách mô tả của Tổng thống Trump, vài ngày trước cuộc tấn công, Bộ Quốc phòng Mỹ không tiết lộ vị trí xuất kích của B-1B cũng như vị trí mà nó phóng tên lửa. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, 4 cường kích Tornado GR-4 đã tham dự đợt tấn công, phóng tên lửa hành trình không đối đất Storm Shadow
và một căn cứ quân sự cách khoảng 15 km về phía tây Homme, Syrie. Bộ Quốc phòng Pháp đã điều động tiêm kích Mirage 2000 và Rafale tham chiến. Các tiêm kích Rafale sử dụng tên lửa hành trình không đối đất Storm Shadow để tấn công các mục tiêu ở Damas. Chưa có báo cáo chính thức nào về thương vong đối với người dân, Nga và Iran lên án cuộc tấn công. Đại sứ Nga tại Mỹ cảnh báo về những hậu quả đối với các nước thực hiện cuộc không kích. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh hành động leo thang làm phức tạp thêm tình hình. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các